Những giây phút cuối cùng của Bác Hồ. Bác bị một cơn đau tim rất nặng, các giáo sư Việt Nam và Trung Quốc phải thực hiện cứu chữa cho bác. Sau khi uống thuốc, bác dần tỉnh lại. Nhìn ra hai cây dừa ngoài cửa mà đồng bào miền Nam gửi ra biếu bác năm nào, bác muốn uống nước dừa. Tuy nhiên, bác sĩ Nhữ Thế Bảo ghé vội lễ phép: "Thưa bác, bệnh của bác không nên uống nước dừa, xin lấy thứ nước khác để bác dùng." Bác lắc nhẹ: "Không sao đâu, bác muốn được uống một chút nước dừa miền Nam thôi mà." Đến 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt nói: "Thôi các đồng chí à, bác của chúng ta không qua khỏi rồi. Bác Hồ ra đi mãi mãi truyền cho nhân loại một nỗi đau. Ngày Quốc Khánh năm đó, đất nước đã vắng hình bóng bác."